chào mừng quý bạn đọc đến với chuyên mục Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến của Thư viện quận Bình Thạnh. Kính mời quý bạn đọc lắng nghe câu chuyện Thăm làng cá Cát Bà. Ngày 1 tháng 4 năm 1959, ta đến đảo Cát Bà rồi bác ạ. Ồ, đẹp quá. Chà, sao ông cụ ấy quen thế nhỉ? Cát Bà đẹp thế này chắc chắn tiềm năng du lịch rất cao. Vâng, thưa bác, Cát Bà có nhiều tài nguyên lắm ạ. Đẹp nhất là bãi biển với bờ cát trắng và nước trong xanh tới đáy. Biển Cát Bà còn có vô số loài cá quý nữa. Bác ra đảo sao không báo trước để bà con chuẩn bị tiếp đón cho chu đáo ạ? Bà con trên đảo còn lắm vất vả khó khăn. Bác không muốn các ngư dân vì bác mà tốn kém. Được bác ra thăm bất ngờ thế này, bà con trên đảo hẳn sẽ vui mừng lắm. Đúng đấy ạ. Này, chú lái chậm một tí nhé. Dạ, bác bị say sóng ạ. Thuyền cá của ngư dân san sát thế này, chú lái nhanh quá, bác sợ sẽ va vào họ đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Thưa bác, thuyền đã cập bờ. Ồ, hôm nay mực to quá bác nhỉ. Cần cho em 5 cân cá với bác ơi. Xem kìa, lại có khách từ đất liền ra đảo. Ôi à, khách nào cũng mặc kệ đi. Trưa lắm rồi, bác cân cá hộ em với. Này, hình như tôi đã gặp cụ già mặc đồ kaki mang dép cao su kia ở đâu thì phải. Dạ, thấy người sang bắt quàng làm họ chứ gì. Mình gặp ở đâu nhỉ? Mấy cán bộ ngoài đất liền đều mặc quần áo như thế cả đấy mà. À, mình nhớ rồi. Bác Hồ, là bác Hồ đấy tím ơi. Hả? Chào bà con. Ôi, đúng là bác Hồ rồi. Nhanh lên, nghe báo là bác Hồ ghé thăm đảo ta đấy. Trời ơi, có nhìn nhầm người không vậy? Cuộc sống của bà con thế nào? Năm nay có được mùa cá không? Chúng cháu cảm ơn bác, mùa cá năm nay đánh bắt khá lắm ạ. Trời ơi, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là bác Hồ đến thăm vùng đảo hẻo lánh này. Thích quá, được đi cạnh bác Hồ, sung sướng quá. Bác đi tàu có mệt lắm không ạ? Mời bác về ủy ban huyện nghỉ ngơi và dùng bát chè xanh cho mát. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, đừng vì bác mà công việc bị gián đoạn. Bác xin phép dạo quanh đảo một lát, để cháu đưa bác đi. Ôi, ước gì bác ghé vào nhà mình nhỉ? Không cần đâu, bác đi với các đồng chí đây là được rồi. Các chú về ủy ban giải quyết công việc đi. Mỗi lần người dân đến ủy ban là một lần khó. Các chú đừng để nhân dân phải chờ đợi và đi lại nhiều lần. Vâng ạ. Giá mà nhà nào bác cũng ghé thăm một chốc thì hay biết mấy. Bác còn lo việc quốc gia đại sự, không thể ghé thăm từng nhà được đâu. Bác cho ta ghé thăm nhà này một chút. Có ai ở nhà không? Hả? Ông ơi, hình như bác Hồ đến thăm nhà mình đấy. Cháu ông có nằm mơ không đấy? Ôi, xin chào cụ. Là cụ Hồ bằng xương bằng thịt đây sao? Vâng, tôi đây. Thế cụ có khỏe không? Cảm ơn chủ tịch, tôi rất khỏe. Tốt, tốt lắm. Chủ tịch bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian ra thăm dân đảo, thật là cảm động quá. Được gặp Hồ chủ tịch một lần, già này có chết cũng mãn nguyện rồi. Cụ đừng nói thế, cụ cần phải sống thật lâu để truyền nghề cho con cháu chứ. Thanh niên trên đảo rất cần những lời bảo ban của các cụ, để luôn đoàn kết yêu thương nhau. Biển của ta có nhiều cá và sản vật quý,
cụ hãy truyền những kinh nghiệm quý báu để con cháu bảo tồn và khai thác của cải mà thiên nhiên ban tặng. Và xin tiếp thu lời khuyên của Hồ Chủ tịch. Cháu mời bác và các chú xơi nước ạ. Bác xin. Nồi cơm đã cạn nước, chú nào xuống đảo giúp kẻo khê. Cháu mấy tuổi rồi? Thưa bác, cháu 8 tuổi ạ. Ồ, mới 8 tuổi mà đã biết giúp mẹ thổi cơm ư? Thế cháu học lớp mấy? Thưa bác, cháu học lớp 3 ạ. Giỏi lắm, bác có quà cho cháu đây. Ôi, hoa báo đẹp quá, cháu cảm ơn bác ạ. Ngoan lắm. À, chắc là bố cháu về đấy ạ. Cháu kính bác ạ. Chào chú. Ái chà, ngực nở vài đồ thế này ắt là cao thủ đánh cá đây. Xin phép bác, cháu thất lễ quá. Ấy, chú không cần mặc áo vào đâu. Lưng trần cơ thể săn chắc thế này mới đúng là ngư dân chứ. Thế đời sống gia đình chú ra sao? Có khó khăn thiếu thốn gì không? Thưa bác, gia đình cháu có cơm no ngày 3 bữa, các cháu đều được tới trường. Nhờ chi tiêu tiết kiệm nên đã mua được chiếc thuyền đánh cá xa bờ. Cuộc sống gia đình từ đó cũng khấm khá lên dần. Tốt, tốt lắm. Bác và các anh ngồi chơi, cháu vào bếp làm mấy món hải sản mời bác. Chú cứ ngồi yên đấy, không phải nhọc thân tốn kém gì cả. Bác và các đồng chí có mang cơm theo cả rồi. Cháu vào ăn cơm để còn đi học nhé. Vâng ạ. Được thấy tận mắt đời sống ngư dân yên ấm và đầy đủ như gia đình chú là bác rất vui. Bây giờ bác hãy còn đi thăm hỏi nhiều người quanh đảo nữa. Thôi, chào bác tạm biệt cả nhà nhé. Chúng cháu tạm biệt bác. Shhh, im lặng, im lặng. Ôi, bác Hồ kìa. Trật tự nào các bác. Im lặng nghe bác nói chuyện kìa. Thưa đồng bào, do bận rộn việc nước nên hôm nay tôi mới đến thăm đảo các bà. Thật là thiếu sót, mong đồng bào thông cảm. Hồ Chủ tịch muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Đồng bào đảo các bà yêu quý, biển bạc là của ta, do nhân dân ta làm chủ. Vì thế mọi người phải yêu biển, phải biết giữ gìn lấy biển. Xưa nay kẻ thù thường đem quân xâm lược nước ta bằng đường biển. Vì vậy, đồng bào phải đoàn kết với bộ đội hải quân, lực lượng vũ trang trên đảo. Riêng các đồng chí lãnh đạo địa phương, xin cho bác dặn dò. Cần chú ý theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời thông báo diễn biến mưa bão đến với ngư dân, để ngư dân trên biển đánh cá được an toàn. Vâng ạ. Vì bác còn đi thăm một số nơi nên không ở lại đây lâu được. Đồng bào nhớ cố gắng tăng gia sản xuất và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc ta. Lần khác bác sẽ đến thăm lâu hơn. Ôi, dân đảo các bà được bác Hồ đến thăm thật cứ như là một giấc mơ vậy. Quý bạn đọc vừa nghe câu chuyện Thăm làng cá các bà, được trích trong bộ truyện tranh Bác Hồ sống mãi của chương mục Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.